Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Chiasi A318, một dòng xe đạp giá rẻ, cấu hình cao, và nó là một cái chiếc xe mà rất là phù hợp cho những cái người dùng xe đạp cơ bản. Họ được chạy bộ chuyển động DOG, đùi đĩa trục rỗng, bánh là 26 inch là không nhôm. Nó đáp ứng được những cái cấu hình mà người dùng cơ bản cần thiết cho một chiếc xe đạp. Và mức giá cũng rất là hợp lý, nó là 8.600.000. 8.600.000 và đã được bộ chuyển động DOG này. Các bánh thương hiệu Chiasi, thương hiệu rất là tốt của Mỹ. Xanh dầu Shimano các thứ. Khung nhôm, toàn bộ phần khung là nhôm. Cái lớp sơn hôm nay em về là màu xanh. Một cái màu mà em đánh giá cái cá nhân rất là đẹp. Em cực kỳ thích cái màu này, màu xanh này, rất là đẹp. Cực kỳ là trẻ trung và thể thao. Thương hiệu Mỹ. Sử dụng nhôm 6061 này. Và chuyển động full DOG hết. Hết bộ chuyển động DOG từ đùi, từ gạt đĩa, nghĩa là bộ chuyển số. DOG này là 10 níp 3 đĩa. 30 tốc độ, đùi trục rỗng, bê đan bi vòng, bê đan rất là ngon, bê đan bi vòng. Đến phần ghi đông thì chiếc xe trang bị bộ tay bấm DOG, phanh dầu Shimano, và những cái chi tiết này đều là nguyên zin nguyên bản, ghi đông các thứ nguyên bản hết, giá 8.600.000 đang bán tại cửa hàng này. Joystick bi vòng thì bạc đạn, bạc đạn. Và bánh của chiếc xe là 26.195, 26 x 1.95. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Máy xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phút là 56 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m 263 đến khoảng 1m 273 75 thì phù hợp. Mười lít và ba đĩa cho 30 tốc độ khác nhau, chuyển động rất ngon này, mật mà. Thì cái giá bán như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 8.600.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền, và các bác được bảo hành 1 năm khi mua xe tại cửa hàng. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.